phí cuộc sống Mỹ. Mọi người ơi, hôm nay mình làm cái món cơm sườn bì trứng ốp la tôm diêm nhé. Đây. Mọi người nhìn hấp dẫn không? Đấy. Nguyên một khay bự luôn. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ làm cái món cơm sườn bì tôm diêm trứng ốp la nhá. Thì đây là những cái nguyên liệu mình có, đây là miếng sườn nhá. Tôm nhá. Cái này là bì nhá mọi người. Cái này là gói thính nhá. Đây là hai quả trứng. Xem mà mọi người cùng vào bếp với mình nhá. Mọi người ơi, bây giờ mình cháo nóng rồi, mình cho tí dầu vào nhá. Để mình nướng cái sườn. Rồi cái sườn này mình ướp trước rồi nhá. Thì cái công thức thì mình mình cho cái hành tây vào nhá. Mình cho hành tây vào mình đảo luôn cho nó thơm nhé. Sau mình là cho cái tôm vào nữa. Giờ cho một thìa dầu hào vào nhé mọi người nhé. Mình đảo đều đi. Mình cho thêm một thìa dầu hào nhé. Người kia cái sườn mà mình cắt ra một ít để mình ướp bì nhé. Nếu mà mọi người có thịt luộc thì mọi người lấy ra. Mọi người có thịt luộc thì mọi người cắt ra xong thì không phải lấy cái thịt cái sườn này cắt nữa mọi người. Nhưng mà bữa nay là mình không có mua được cái thịt kia nên mình ướp cái sườn này là mình lấy ra một ít thì mình chọn thính luôn. Này thì nó cũng lắm lắm, nó muối thơm. Vậy cái sườn mình cắt nhỏ mình bỏ đây nhé mọi người. Đây là cái bì nhé mọi người, gói bì tươi của Việt Nam đó.
bên này nó bán đồng mấy một khối thì mình cho vào đây đây, xong mình cho thêm một nửa thìa đường nhé. Một thìa bột nêm nhé. Rồi mình cho thính vào nhé mọi người. Để gói thính. Rồi mình trộn đều lên. Đấy mọi người. Đấy. Muốn ăn tiêu thì mình cho thêm một ít tiêu nhé mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình ốp trứng ốp nang này nhé. Ngon lắm mọi người. Ăn với dưa. Quá hấp dẫn luôn. Mọi người, cái này là bì á. Thế mình uống bò húc nhé. Cả nhà cùng uống với mình nhá. Ngon lắm mọi người. Thơm là nó, cái bì nó thơm, cái thính nó thơm, ngon. Còn tôm. Cái này là sườn đấy mọi người. Quá hấp dẫn luôn mọi người. Đây cà chua. Nó hơi chua chua tí. Cái sườn thì mình ướp á mọi người. Mình cho, chỉ có cho tỏi, dầu hào, xì dầu, một chút xíu muối, đường. Mình không cho bột ngọt, mấy tí bột nêm thôi. Một chút xíu nước mắm. Quá hấp dẫn luôn. Ngon lắm ạ.
Dưa leo bữa nay nó cũng ngon lắm. Giòn. Cái tôm diêm này cho hành vào đảo nó cũng ngon mọi người. Bỉ ngon. Cái nhà cũng nước với mình nhá. Quá đã luôn. Quên không mày. Quá hấp dẫn luôn. Ăn nước mắm không? Ngon. Ngọt lắm nhá. Cái này ở bên đây bán hôm mình mua là 1 đồng 99 một pháo mọi người. Một đồng 99 là 4 đồng. 4 đồng một cân. Và chưa đến 100 thì một cân đấy mọi người. Mà Việt Nam đắt lắm đấy. Mọi người quá to. Này, thấy chưa? Ngon ngọt thôi chưa. Ngọt đấy chứ. Mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy đăng ký kênh và subscribe cho mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt.